Tối 17 tháng 5, Hồ Hennie cùng dàn sao và ekip thực hiện bộ phim điện ảnh 578 Phát đạn của kẻ điên đã có sự xuất hiện ấn tượng và mang đến nhiều chia sẻ thú vị tại buổi công chiếu bộ phim này. Rất nhiều những điều chưa từng được bật mí về phim 578 đã được hé lộ tại đây. Thực ra thì cái tên số 5 ấy, thì lật lại thì nó là cái chìa khóa đó, và lật lại cái số 7 thì nó là khẩu súng, và xoay cái số 8 trở lại thì nó thành còng số 8. Và nó giống như tôi muốn mô tả một thế giới tội phạm ở trong phim. Tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim rất là khốc liệt, và tất cả chúng tôi, những người làm phim cũng rất khốc liệt để tạo những tác phẩm. Thế còn chịu chơi đây là chúng tôi làm tới cùng. Theo một cách vui vẻ, đoàn làm phim nói là chúng tôi chơi tới cùng, làm hết sức, và thì đó là cái mà gọi là chịu chơi. Chú ạ. Vâng. Chú biết trong phim con tên là An đúng không? Vâng. Thế thì chú cứ gọi con là bé An nhá. Vâng ạ. Vâng. À, con có thể chia sẻ cho chú biết là đây có phải là bộ phim vất vả nhất mà con đóng trong cái hành trình sự nghiệp diễn viên nhí của mình không? Dạ đúng ạ. Tại vì chưa có bộ phim nào có phải nằm mưa trong bộ phim này ạ. Vâng. Thế con có bị bệnh khi mà dầm mưa nhiều như vậy không? Con bị sốt. Con bị sốt. Nhưng mà đóng xong phim rồi thì con có thích không? Dạ con rất thích ạ. Nếu như mà đạo diễn Lương Đình Dũng làm tiếp phần 2 của phim này thì con đóng không? Dạ con có ạ. Chờ luôn con nhé. Vâng. Với bộ phim này thì Trần Phúc rất là thích thú, vì trong cái vai diễn của mình nó mang nhiều cái màu sắc, không những là phản diện mà nó có một chút gì đó là nó khác với những nhân vật Phúc đã tham gia. Chính vì vậy đó là một cái sự kích thích. Nó như thế nào thì hy vọng là quý vị xem bộ phim sẽ biết nhiều hơn. Và cái thích thú với những cái màu sắc đó là Phúc nhận được vai trong bộ phim 518 này. Và Phúc rất là thích cho khi làm việc với đạo diễn Lương Đình Dũng. Và một cái câu đó là tiền là một vị thuốc, vị nào là ta cũng sợ, nhưng mà chỉ có một. Nhưng mà thật sự tâm không biết phải chia sẻ như thế nào về nhân vật của mình ở trong phim. Tại vì nếu mà mọi người có xem trailer thì nhân vật này có tới tận hai tạo hình rất là khác biệt và rất là đối lập so với nhau. Cho nên là được hóa thân vào một nhân vật đối lập như thế, có nhiều bí ẩn như thế, thì chia sẻ với mọi người ở đây thì chưa tiện. Nhưng mà tâm có thể chia sẻ một chút cảm xúc là nó rất là khác lạ so với là những cái trải nghiệm phim trước của tôi. Ý là em là một cái nhân vật mà có thể gọi là hơi đa nhân cách đúng không? Với phần tạo hình đó. Dạ hơi hơi. Hơi hơi. Dạ vâng. Thế cái nhân cách nào, cái nhân cách đang hiện diện ở đây ạ? À? Dạ không có cái nào đâu ạ. Em không nghĩ là để hiểu được nhân vật cô giáo Tâm thì mọi người phải xem phim thôi. Phải xem phim mới biết cô giáo Hiền thì dữ đúng không? Dạ vâng. Cái bài này hơi rất là đặc biệt. Lúc bà có một cảnh quay mà không phải có quay từ sáng đến chiều tối và năm trước. Chẳng phải như vậy rất là lạnh. Và phải thì mình có một cảnh rất là nhiều phút phải mình ở chân chân là mình rất xỉu đi, không biết lý do gì và cái tình trạng tất cả mọi người đã xung quanh mình, đã chăm sóc mình rất là em nghĩ là đạo diễn rất là dễ dàng đúng không anh? Và may mắn là anh em đã gặp nhau ở đây. Nếu mà nói về trong bộ phim, anh em quên rồi ạ? Trong bộ phim này thì cái cảnh quay nào khiến cho Hèn nhớ nhất? Tại vì tôi thấy ngày hôm cách đây khoảng 2 ngày thì Hèn có up một cái trailer là bạn phải dùng cái ni lông để quấn quanh người của mình. Tôi nghĩ là chắc là để giữ nhiệt cho cơ thể đúng không? Dạ, vâng. Thế thì cảnh quay nào mà Hèn cảm thấy nhớ nhất và cái cảnh đó khiến cho bạn phải tạm gọi như là chịu nhiều cái vất vả nhất trong suốt hành trình quay của mình? Trong cái thời điểm đó thì em nghĩ là có vất vả, nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì mọi cái vất vả đó hầu như mình không còn nhớ tới nữa, mà mình nhớ những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Ví dụ như là mình mỗi lần mà bấm phim xong, mỗi lần mà bị ăn tôm hạt ở bên kia đắng xong đau đau thì cái thời điểm hiện tại mình đã quên hết, mình chỉ chờ phim xuất hiện thôi.